And now we have a hotline from Dinh Trung in Ô Lạc, also known as Vietnam. Biển cả mênh mông, sâu thẳm muôn trùng, đi vài ngày tận cùng vẫn thấy đáy. Nhưng lòng sư phụ con đi hoài rộng mãi, không bến bờ không có đáy yêu thương. Tình mẹ hy sinh không thước đo lường, nước mắt mồ hôi đông đầy biển cả. Bao khó nhọc vì đàn con vất vả, bút mực nào diễn tả hết nghĩa ân. Kính thưa sư phụ từ bi nhất, con thọ tẩm ấn năm 2009. Con rất hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình thuần chay, lớn lên được lựa chọn làm đầu bếp thuần chay và được gia đình tạo điều kiện mở nhà hàng Love In Heart. Những ân điển này, con xin được ngàn lần cảm ơn sư phụ. Con xin nguyện tu hành tinh tấn để lan tỏa sự thuần chay tốt nhất. Quá trình mở nhà hàng Love In Heart giống như một kỳ tích. Giờ đây khi nhà hàng đã đi vào hoạt động ổn định, nơi đâu con cũng thấy dấu tích của Ngài. Bàn ghế, quầy bar và những dụng cụ trang trí trong nhà hàng, con tận dụng nguồn tái chế ở chợ đồ cũ hay tự mua nguyên liệu về làm. Bố con tự tay đan những chiếc giỏ đèn từ tre xinh xắn để tạo dấu ấn riêng cho nhà hàng. Con luôn cảm nhận được Ngài chăm sóc cho nhà hàng chúng con từng ly từng tí. Chúng con luôn cố gắng để các món ăn thuần chay đến với khách hàng một cách hoàn mỹ nhất. Con xin gửi tới Ngài những cảm nhận, lời bình, ấm lòng của bạn bè quốc tế để lại trên Google Maps. Khách người Úc, nhà hàng thuần chay rất tuyệt ở Âu Lạc, Việt Nam. Đồ ăn ngon và rất rẻ. Tôi đã trả $8 cho mỗi người và chất lượng tương đương một nhà hàng sang trọng ở Úc, từ $50 đến $80. Bạn tôi tuy chưa ăn chay nhưng cũng phải thốt lên là ngon và tối sẽ quay trở lại. Khách người Nga, tôi tìm được nhà hàng thuần chay rất ngon ở Âu Lạc, Việt Nam. Chúng tôi yêu thích món súp, cơm chiên, bánh cuốn. Mùng 1 và 15 âm lịch, tiệc buffet thuần chay vô cùng ngon và đa dạng. Khách người Anh, tôi không thường xuyên để lại đánh giá, nhưng lần này tôi muốn. Các món thuần chay thật tuyệt vời, tươi và ngon. Đặc biệt hai bé mèo vô cùng đáng yêu, âm nhạc rất thăng hoa, giá cực rẻ. Các bạn đạt 5 sao. Con thành tâm kính chúc ước nguyện thế giới thuần chay, thế giới hòa bình của Ngài sớm viên thành. Chúc truyền hình Vô Thượng Sư ngày càng hay. Đệ tử Đình Trung từ Âu Lạc, Việt Nam. Creative Đình Trung, thank you for your hotline. How wonderful for you and your family to have constructed another loving hut for more diners to enjoy delectable vegan food. Master has this happy response for you. Blessed Đình Trung, bravo to you and your family. My dear chef, you have evidently found the magic ingredient for your cuisine, unconditional love, and I too would be eager to dine at your loving hut restaurant. I send you my loving thanks for your beautiful words and the elevated vegan food that nourishes your community. May you, your family, and the cheerful Aloxese or Vietnamese people be forever protected in Buddha's merciful grace. Love you and your loved ones. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.